chưa? Hà đi thấy bánh ngon chưa? Con có biết con với ca có biết đây là bánh gì không? Đây là bánh nếp cẩm đấy. Thơm lắm. Bánh đúng ạ. Thơm mà, con ngửi lại đi. Ngửi lại đi, thơm lắm. Màu đẹp nữa. Ca này. Ồ, ca đang thích ăn lắm đây này. Bẩn lắm. Cái này mà đem ở đây mẹ bẩn này. Nhà mẹ đi chết. Để mẹ cho ca ca ăn nhá. Đấy, thấy chưa? Đang cua. Thấy chưa? Con thấy ca ca ăn ngon chưa? Đấy, con cứ chê đi. Ngon. Ngon lắm. Chê nè. Chê mà bây giờ lại ăn. Ngon mà đúng không bé nhỉ? Ngọt ngọt thơm thơm. Ôi thôi, sơ mất rồi. Sơ đâu mất rồi. Lấy cho cà nha. Cà thích ăn bánh này lắm bé ạ. Đây là tại vì là bánh nếp cẩm nên nó mới có cái màu đen này đấy. Màu đỏ cái này trúng. Ngọt cơm. Ngọt cơm. Ngọt nữa, thơm nữa. Đăng. Đăng kể. Mẹ nhớ uống nha. Thôi, đừng có tay nữa, con ăn bánh đi. Ngon nhỉ? Đấy. Ca ngon không ca? Có thấy ca ăn lại được lại đế hai bên đây này. Ca thích ăn lên bên trong à? Ăn cả mồm luôn. Ăn cả mồm luôn. Được. Ngon không? Bé mẹ hỏi này, đây là bánh gì nhỉ? Bánh đâu? Bánh nếp cẩm. Bánh nếp cẩm. Bây giờ á, có để cho bố với chị Quỳnh không nhỉ? Bố, em, mẹ, papa. Cho ca cái này. Bà làm được em à. Ca ăn phải cái này và cái thứ ba đó. Bà để làm cái cho em à. Để cho bố hai cái. Không, để ba cho cái. Để cho bố ba cái đi. Chị Quỳnh ba cái. Ba cái. Để tìm cho bà cái. Ăn ba cái. Ít. Quỳnh ba cái. Bố Ngọc ba cái. Con một cái, một cái, cam một cái hết. Cam một cái, bố mẹ một cái. Nào con nghe đang xem. Ngồi lên đây. Ngồi lên đây. Cá ăn đi can. Ngồi xuống. Đi đây, đây ngồi. Rồi. Căng căng ngồi lên đây. Ngồi lên đây. Nào. Ngồi lên nào. Con ăn đi nha. Đây đây. Cho mẹ. Mẹ đã em đưa mẹ ăn mà. Mẹ ăn miếng nhỏ thôi, một tí thôi. Một tí. Một tí thôi. Mẹ đi. Đây. Đấy, ca lại ca này. Ca nhìn cứ như cả một cái bánh là đã nằm một bên má rồi này. Nhà. Trời ơi, chơi đến á mẹ rồi này. Ca này, ca ăn bánh này. Rồi, ca no rồi, ca không ăn nữa. Em đang ngủ, em no rồi. Con không ăn nữa à? Bé, không ăn nữa à? Trời. Ca, mẹ lấy cho con ăn nữa nhá. Đây, hai đứa chê bánh mẹ làm à. Lúc đầu thì khen là ngon lắm mà bây giờ. Em ăn được. Mới ăn được có vài cái đó còn nhiều bánh lắm. Em ăn được.
sức của mẹ làm thì phải cố ăn cho hết chứ. Để cho em. Thế mẹ để nó cho em rồi tí nữa em ăn nhá. Để cho em ăn. Ừ, để dành cho em rồi, còn can này. Can đi. Mẹ cũng no rồi. Mẹ nhìn ca ăn thế nha. Ăn nhiều lên. Đó, tê. Đây này, con phải ăn cái nhân bên trong nữa chứ. Nè, nhìn nhân bên trong ngon chưa này, con ăn đi. Thơm mà. Thơm lắm. Thơm mùi đậu. Hay thật đấy chứ. Hay là ca ăn no rồi đúng không? Thế thì ca lên giường chơi với em nhá. Đi lên giường chơi với em. Thế mẹ mang ra ngoài mẹ cất đi chơi với bố với chị Quỳnh. Oh.